Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, từ thời xa xưa, Giáo hội Roma đã có truyền thống cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô trong cùng một ngày. Tiếp tục truyền thống đó, lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy 29 tháng 6, Thức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong khi Đức Thánh Cha và đoàn đồng tế tiến lên bàn thờ, ca đoàn Sistina của tòa thánh hát bài Tu e Petrus, này con là đá, với những lời như sau: anh là Phêrô, là đá, và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và các cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong số các vị tổng giám mục được trao dây Pallium lần này, đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên của Tổng Giáo phận Hà Nội, cùng với 30 vị Tổng Giám mục khác của tổng cộng 25 quốc gia trên thế giới. Đức Cha Thiên và các vị Tổng Giám mục đang cùng với Đức Thánh Cha trong đoàn đồng tế tiến lên bàn thờ. Ca đoàn đang hát bài ca nhập lễ với những lời như sau: giờ đây tôi biết đúng thật như thế rồi, Chúa thực sự đã sai Thiên Thần Chúa đến cứu tôi khỏi tay Herode và dân Do Thái. Đúng thật điều này đã xảy đến với tôi. Dịp này, Ngài cũng làm phép dây Pallium cho các vị tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong 12 tháng qua. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Themistos Job, đại diện Đức Thượng Phụ Constantinople trong phái đoàn chính thống giáo, tham dự lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đã xuống hầm mộ thánh Phêrô. Hai vị đã cùng cầu nguyện tại đây trước khi các dây Pallium được đưa lên. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài các vị tổng giám mục chính tòa được nhận dây Pallium, còn có 40 hồng y trong giáo triều Roma và từ các nước khác trên thế giới, 50 giám mục và 400 linh mục. Trong số đông đảo những người hiện diện trong thánh lễ sáng 29 tháng 6, đặc biệt chúng tôi ghi nhận có phái đoàn các vị thuộc tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở vị trí danh dự cạnh bàn thờ chính. Bên cạnh đó, còn có các vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh, đặc biệt là các quốc gia có tổng giám mục được trao dây Pallium. Kính thưa quý vị và anh chị em, giờ đây, Đích Hồng Y, trưởng đảng phó tế, xứng danh các vị tổng giám mục, trưởng giáo tỉnh và nói: kính lạy Đức Thánh Cha, các tổng giám mục đáng kính hiện diện nơi đây, tỏ lòng tôn kính, trung thành và vâng phục lên Đức Thánh Cha và tông tòa. Khiêm nhường kính xin Đức Thánh Cha trao cho các ngài dây Pallium lấy từ mộ thánh Phêrô như dấu chỉ quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, trong niềm hiệp thông với giáo hội Roma và được bổ nhiệm cách hợp pháp trong giáo tỉnh của mình. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước đây, việc trao dây Pallium diễn ra như sau. Sau khi Đức Thánh Cha làm phép các dây Pallium, các vị tổng giám mục tiến đến quỳ trước mặt Ngài và Đức Thánh Cha sẽ choàng dây lên vai vị tổng giám mục. Tháng Giêng năm 2015,
Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định rằng buổi lễ trao giấy pallium chính thức cho các tổng giám mục chính tòa từ nay trở đi sẽ diễn ra tại các giáo phận của vị tổng giám mục chứ không phải ở Vatican như trước. Sau khi giấy pallium được làm phép, cuối thánh lễ ngày hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ trao tận tay giấy pallium cho các vị tổng giám mục, nhưng có tính cách cá nhân hơn. Sứ thần tòa thánh hay khâm sứ tòa thánh sẽ bàn thảo với vị tổng giám mục ngày giờ và hoàn cảnh hợp lý nhất để công khai và chính thức trao giấy pallium cho ngài, nhân danh Đức Thánh Cha, với sự tham dự của các giám mục trong các giáo phận thuộc về giáo tỉnh và cộng đoàn tín hữu địa phương. Đức Thánh Cha tin rằng theo cách này, buổi lễ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự tham gia của giáo hội địa phương vào một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống và lịch sử của cộng đoàn công giáo địa phương. Đức ông Guido Marini, trưởng nghi các nghi lễ phục vụ giáo hoàng đã cho biết như trên hôm 12 tháng Giêng trong một bức thư gửi đến các sứ thần tòa thánh ở các quốc gia nơi có các tổng giám mục chính tòa được dự kiến sẽ nhận được giấy pallium từ Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào ngày 29 tháng 6, ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Hơn nữa, ngài nói, Đức Thánh Cha Francisco tin rằng phong tục mới này có thể giúp thúc đẩy cuộc hành trình đề cao tính đồng đoàn trong giáo hội công giáo. Mà từ khi bắt đầu triều đại của ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã không ngừng nhấn mạnh rằng tính chất này là đặc biệt cần thiết một cách cấp bách và quý báu vào thời điểm lịch sử này của giáo hội. Cha Marini viết, dây pallium tượng trưng cho những mối liên hệ của sự hiệp thông, phẩm trật giữa ngai tòa Phêrô, người kế nhiệm Thánh Tông Đồ, và những người được chọn gánh vác sứ vụ giám mục trong tư cách là tổng giám mục của một giáo tỉnh. Nó cũng là biểu tượng cho thẩm quyền của tổng giám mục chính tòa trong giáo phận của ngài và các giáo phận khác trong giáo tỉnh. Theo sử gia Tertullian, dây pallium được sử dụng trễ nhất là vào năm 220 sau Chúa Giáng sinh, khi cuốn Liber Pontificalis ghi nhận rằng Đức Giáo Hoàng Marcus đã cho phép Đức Giám mục thành Ostia đeo dây pallium vì ngài chủ tọa lễ đăng quang giáo hoàng. Đến thế kỷ thứ 8, truyền thống các tổng giám mục chính tòa đeo dây pallium bắt đầu thịnh hành. Cấu trúc và hình dạng dây pallium thay đổi theo thời gian. Dây pallium ngày nay có hình thể như chữ Y dài, phía trên quấn thành hình tròn choàng qua hai bên vai và có hai dải thả xuống phía trước ngực và phía sau lưng. Chiều ngang rộng bằng 3 đốt ngón tay. Trên dây pallium có thêu 6 hình thánh giá màu đen, 2 thánh giá ở hai bên vai, 2 thánh giá trước ngực và 2 thánh giá sau lưng. Vào ngày lễ thánh nữ Anne, tức là ngày 21 tháng Giêng hàng năm, chiên con được Đức Giáo Hoàng thánh hiến. Lông các con chiên được thánh hiến này được đưa về nhà dòng kín Santa Cecilia bên Ý để dệt thành dây pallium. Chiều trước ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những chiếc dây pallium này được đưa đến bàn thờ trước mộ thánh Phêrô nằm bên dưới bàn thờ chính của đền thờ thánh Phêrô tại Vatican và được giữ cẩn thận trong hộp ngay sát cạnh di tích xương thánh của thánh Phêrô. Như thế, dây pallium được đụng chạm với di tích xương thánh của vị tông đồ. Dây pallium được Đức Giáo Hoàng, các vị tổng giám mục chính tòa và Đức Thượng Phụ Công giáo nghi lễ Latin tại Jerusalem mang trên vai, có một ý nghĩa thần học sâu xa đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích trong lễ đăng quang giáo hoàng của Ngài hôm 24 tháng 5 năm 2015. Ngài nói, biểu tượng của dây pallium còn cụ thể hơn nữa, len chiên nhằm tiêu biểu cho những con chiên lạc lối, yếu đau mà vị mục tử vác lên vai Ngài và đem đến những nguồn nước sự sống. Đối với các nghị phụ của giáo hội, dụ ngôn con chiên đi lạc mà vị mục tử tìm kiếm trong sa mạc là một hình ảnh của mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Nhân loại, nghĩa là mỗi một người trong chúng ta, là con chiên lạc trong sa mạc không còn biết lối về. Con Thiên Chúa không thể để điều này xảy ra. Ngài không thể bỏ mặc con người trong điều kiện thê thảm như vậy. Ngài nhảy trên đôi chân mình và từ bỏ vinh quang thiên quốc để tìm kiếm con chiên này và theo nó đến tận cùng của thánh giá. Ngài mang nó lên vai và gánh vác nhân loại,
Ngài gánh vác tất cả chúng ta. Ngài là một tử nhân lành đã thí mạng vì đàn chiên. Điều mà dây pallium này chỉ ra đầu tiên và trên hết là tất cả chúng ta được gánh vác bởi Đức Kitô. Nhưng đồng thời, nó cũng mời gọi chúng ta gánh vác lẫn nhau. Người mục tử phải được linh hứng bởi lòng nhiệt thành thánh thiện của Đức Kitô. Không thể có chuyện người mục tử thờ ơ trước cảnh quá nhiều người đang sống trong sa mạc. Và có quá nhiều loại sa mạc. Có những sa mạc của nghèo đói, sa mạc của đói khát, sa mạc của bỏ rơi, của cô đơn, của tình yêu bị hủy diệt. Có những sa mạc của đêm đen Thiên Chúa, sự trống rỗng của các linh hồn không còn nhận thức được phẩm giá và mục đích đời người. Những sa mạc bên ngoài thế giới đang lớn dần, vì những sa mạc bên trong đã trở thành quá mênh mông. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Gli apostoli Pietro e Paolo stanno davanti a noi come testimoni. Non si sono mai stancati di annunciare, di vivere in missione, in cammino. Hai thánh tông đồ Pedro và Paolo đứng trước chúng ta như những chứng nhân. Các ngài không khi nào mệt mỏi với việc giao giảng và rong ruổi trên đường như những nhà truyền giáo từ vùng đất của Chúa Giêsu đến ngay tại Roma này. Tại đây, các ngài đã đưa ra các chứng tá tột cùng, hiến dâng cuộc đời mình như những vị tự đạo. Nếu chúng ta đi vào trung tâm của chứng tá này, chúng ta có thể thấy các ngài là các nhân chứng cho sự sống, cho sự tha thứ và cho Chúa Giêsu, chứng nhân cho cuộc sống. Cuộc sống của các ngài, mặc dù không gọn gàng và thẳng tắp, cả hai vị đều có một lòng đạo sâu sắc. Phêrô là một trong những môn đệ đầu tiên và Phaolô rất nhiệt tình đối với truyền thống của tổ tiên mình. Tuy nhiên, các ngài cũng đã phạm phải những sai lầm lớn. Phêrô chối Chúa, trong khi Phaolô bắt bớ giáo hội của Chúa Kitô. Cả hai đều bị rúng động trước những câu hỏi của Chúa Giêsu: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Và Saulo, Saulo, sao ngươi lại bắt bớ ta? Phêrô cảm thấy đau buồn trước những câu hỏi của Chúa Giêsu, trong khi Phaolô bị mù lòa trước những lời trách móc của Chúa. Chúa Giêsu gọi đích danh các ngài và thay đổi cuộc sống của các ngài. Sau tất cả những gì đã xảy ra, ngài đặt niềm tin vào họ, nghĩa là vào kẻ đã chối ngài và vào kẻ đã từng ra tay bắt bớ những môn đệ ngài. Chúa đã đặt sự tin tưởng của ngài vào những người tội lỗi có lòng ăn năn. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Chúa đã quyết định không ban cho chúng ta hai chứng nhân hoàn toàn liêm chính với hồ sơ trong sạch và cuộc sống không chút tì vết? Tại sao lại là Phêrô? Sao không là Gioan? Tại sao lại là Phaolô mà không phải là Barnaba? Có một giáo huấn quan trọng ở đây. Điểm khởi đầu của đời sống Kitô không phải là sự xứng đáng của chúng ta. Thật ra, Chúa chẳng làm được bao nhiêu với những người cho rằng họ tốt lành và cao trọng. Bất cứ khi nào chúng ta coi mình là thông minh hơn hoặc tốt lành hơn những người khác, thì đó là khởi đầu của một sự kết thúc. Chúa không làm phép lạ với những người tự coi mình là công chính, nhưng với những người biết mình cần đến Ngài. Ngài không bị thu hút bởi sự tốt lành của chúng ta. Đó không phải là lý do tại sao Ngài yêu mến chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta ngay trong tình trạng hiện nay của chính chúng ta. Ngài tìm kiếm những người không tự mãn, nhưng sẵn sàng mở lòng ra với người. Những người minh mạch trước mặt Chúa như Phêrô và Phaolô. Phêrô thưa ngay với Chúa Giêsu rằng: Con là một kẻ tội lỗi. Còn Phaolô thì biết rằng Ngài là người rốt cùng trong số các tông đồ không đáng được gọi là một tông đồ. Trong suốt cuộc đời, các ngài giữ gìn sự khiêm nhường đến tận cùng.
Thánh Phêrô chết đóng đinh lộn ngược vì thánh nhân cho rằng mình không xứng đáng được bắt chước Chúa của mình. Thánh Phaolô luôn thích cái tên của Ngài, có nghĩa là bé nhỏ, và bỏ lại sau lưng tên khai sinh của mình là Saulo, tên của vị vua đầu tiên của dân tộc Do Thái. Cả hai đều hiểu rằng sự thánh thiện không hề tại nơi việc tôn mình lên, nhưng trái lại là tự hạ mình xuống. Sự thánh thiện không phải là một cuộc thi đua, nhưng là vấn đề phó dâng sự nghèo khó của chính chúng ta mỗi ngày cho Chúa, đấng làm những điều tuyệt vời cho những người thấp hèn. Bí quyết khiến họ bền đổ giữa lúc yếu đuối là gì? Thưa, đó là sự tha thứ của Chúa. Chúng ta hãy nghĩ về các ngài như các chứng nhân cho sự tha thứ. Trong những thất bại của mình, các ngài đã gặp được lòng thương xót vô biên của Chúa, đấng đã tái sinh các vị. Nơi sự tha thứ của Chúa, các ngài gặp được sự bình yên và niềm vui không thể kềm chế. Khi nghĩ lại những thất bại của mình, các ngài có lẽ bị dày vò bởi cảm thức tội lỗi. Đã bao lần Phêrô có thể trăn trở về hành động chối Chúa của mình? Biết bao lần Phaolô thao thức vì đã làm tổn thương bao nhiêu người vô tội? Về mặt con người mà nói, các ngài đã thất bại. Tuy nhiên, các ngài đã gặp thấy một tình yêu lớn hơn những sự thất bại của mình, một sự tha thứ đủ mạnh để chữa lành ngay cả cảm thức tội lỗi của các ngài. Chỉ khi chúng ta trải nghiệm sự tha thứ của Chúa, chúng ta mới thực sự trải nghiệm sự tái sinh. Từ đó chúng ta bắt đầu lại. Từ sự tha thứ, chúng ta tái khám phá chúng ta thực sự là ai khi chúng ta thú nhận tội lỗi của mình. Chứng nhân cho sự sống và chứng nhân cho sự tha thứ, Phêrô và Phaolô cuối cùng là nhân chứng cho Chúa Giêsu. Trong tin mừng hôm nay, Chúa hỏi: người ta nói con người là ai? Những câu trả lời gợi lên những nhân vật của quá khứ: Gioan Tẩy Giả, Elia, Jeremiah hay một trong các tiên tri. Đó là những người rất đáng chú ý, nhưng tất cả các vị đều đã chết. Thay vào đó, Phêrô trả lời: hay là Chúa Kitô? Chúa Kitô nghĩa là đấng Messiah. Đó là một từ không chỉ về quá khứ, nhưng hướng đến tương lai. Đấng Thiên Sai là người được chờ đợi, người là sự mới mẻ, là người mang dầu của Chúa đến sức cho thế giới. Chúa Giêsu không phải là quá khứ, mà là hiện tại và tương lai. Ngài không phải là một nhân vật xa xôi để tưởng nhớ đến, nhưng là người mà Phêrô có thể nói chuyện một cách thân mật. Thầy là Chúa Kitô. Đối với những người là chứng nhân cho Ngài, Chúa Giêsu không phải chỉ là một nhân vật lịch sử. Ngài là một người đang sống. Ngài là sự mới mẻ, chứ không phải là những gì chúng ta đã từng thấy. Ngài là sự mới mẻ của tương lai, chứ không phải một hoài niệm của quá khứ. Như thế, chứng nhân không phải là người biết câu chuyện về Chúa Giêsu, nhưng là người đã trải nghiệm một câu chuyện tình yêu với Chúa Giêsu. Chứng nhân ấy cuối cùng công bố chỉ một điều này, đó là Chúa Giêsu là đấng hằng sống và Ngài là bí quyết của sự sống. Thật vậy, Phêrô sau khi nói thầy là Chúa Kitô liền nói: con Thiên Chúa hằng sống. Chứng tá được phát sinh từ một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hằng sống. Ở trung tâm cuộc đời của Thánh Phaolô cũng vậy, chúng ta cũng tìm thấy cùng một từ phát sinh từ trái tim của Thánh Phêrô, đó là từ Chúa Kitô. Thánh Phêrô lặp lại danh thánh này liên tục gần 400 lần trong các thư của mình. Đối với thánh nhân, Chúa Kitô không chỉ là một điển hình, một tấm gương, một điểm tham chiếu, Ngài là chính cuộc sống. Phaolô viết: đối với tôi, sống là Đức Kitô. Chúa Giêsu là hiện tại và tương lai của Phaolô, đến nỗi thánh nhân coi quá khứ là một sự thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô.
Anh chị em thân mến, trước các nhân chứng này, chúng ta hãy hỏi: tôi có làm mới hàng ngày cuộc gặp gỡ của chính mình với Chúa Giêsu không? Chúng ta có thể tò mò về Chúa Giêsu hoặc quan tâm đến các vấn đề của giáo hội hoặc tin tức tôn giáo. Chúng ta có thể mở các trang web trên máy tính và các bài báo và nói về những điều thánh thiêng. Nhưng điều này chỉ dừng lại ở mức độ người ta đang nói gì. Chúa Giêsu không quan tâm đến các cuộc thăm dò quá khứ lịch sử hoặc các con số thống kê. Ngài không tìm kiếm các chủ biên tôn giáo, Ngài không chú ý đến các trang chủ hay các Kitô hữu chỉ có danh xưng trong các con số thống kê. Ngài đang tìm kiếm những nhân chứng nói với Ngài mỗi ngày rằng: lạy Chúa, Chúa là cuộc sống của con. Khi đã gặp được Chúa Giêsu và trải nghiệm sự tha thứ của Người, các tông đồ đã làm chứng cho Chúa bằng cách sống một cuộc sống mới. Các ngài không còn giữ lại cho mình, nhưng đã tự hiến hoàn toàn. Các ngài không còn bằng lòng với các biện pháp nửa vời nữa, nhưng chấp nhận biện pháp khả thi duy nhất cho những người theo Chúa Giêsu, đó là sống trong tình yêu vô biên. Các ngài đã đổ máu ra làm lễ tế. Chúng ta hãy xin ân sủng để đừng trở thành những Kitô hữu thờ ơ sống nửa vời và để cho tình yêu của chúng ta trở nên nguội lạnh. Trái lại, chúng ta hãy tái khám phá chúng ta thực sự là ai qua mối quan hệ hàng ngày với Chúa Giêsu và qua quyền năng tha thứ của Người. Như Chúa đã hỏi Phêrô, giờ đây Chúa Giêsu cũng đang hỏi chúng ta: các con nói Thầy là ai? Con có yêu mến Thầy không? Chúng ta hãy để cho những lời này thâm nhập vào trái tim của chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta không hài lòng với mức tối thiểu nhưng nhắm đến những đỉnh cao, để rồi chúng ta cũng có thể trở thành nhân chứng sống độc cho Chúa Giêsu. Hôm nay tôi làm phép các dây Ba-li-um cho các tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong năm qua. Dây Ba-li-um nhắc nhớ con chiên mà người mục tử được mời gọi để vác trên vai. Đó là một dấu chỉ cho thấy để giành được sự sống, chúng ta phải chịu mất nó, phải chịu cho đi. Theo một truyền thống tốt đẹp, hôm nay niềm vui của chúng ta được chia sẻ bởi một phái đoàn từ Tòa Thượng Phụ Đại Kết. Tôi chào đón các thành viên của phái đoàn với tình cảm thắm thiết. Sự hiện diện của anh em, các anh em thân mến, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào trong hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu trong tình hiệp thông ở mọi cấp độ, để cùng nhau khi được hòa giải với Thiên Chúa và đã tha thứ cho nhau, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu bằng cuộc sống của chúng ta. Trong phần lời nguyện, giáo dân cũng có một lời nguyện bằng tiếng Việt. Oremus pro pauperibus dolentibus et hominibus solitudine affectis. Lạy Cha là đấng an ủi với lòng yêu thương, xin nhân từ cúi xuống những người nghèo, những người đau khổ và những người cô đơn. Xin cho họ được tràn niềm vui vì sự hiện diện của Cha. Accoglio, Padre, le preghiere che la Chiesa ti presenta nella memoria dei santi apostoli Pietro e Paolo. Edificala sempre su Gesù tuo Figlio, roccia salda e incrollabile. E li vive regna nei secoli dei secoli. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Vatican,
tv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.